Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với bản tin cuối ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân News để cùng điểm qua những diễn biến đáng chú ý của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Có lẽ thông tin được mong chờ nhất trong ngày chính là những chi tiết về tương lai của huấn luyện viên Thomas Tuchel, cùng xem Bayern Munich đã quyết định như thế nào về nhà cầm quân người Đức này. Ngoài ra, các tin tức khác như việc các netizen Hàn Quốc bắt đầu tẩy chay Lee Kang-in cũng được nhắc đến. Đừng quên để lại một like để chúng tôi có động lực tiếp tục công việc cập nhật tin tức. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Sau trận thua sốc trước Lazio, tương lai huấn luyện viên Thomas Tuchel được đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, theo Sport Bible, câu lạc bộ nước Đức vẫn giữ quan điểm về việc không sa thải nhà cầm quân này. Ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Bayern đối đầu Bochum vào cuối tuần. Đây là thông tin đáng thất vọng với phần lớn người hâm mộ Bayern hiện tại. Trong buổi bình luận sau trận thua của Bayern Munich trước Lazio, cựu danh thủ Jamie Carragher đã chê các thủ hùng xám giống như các cá nhân rời rạc đang chơi bóng. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho ông lớn nước Đức bại trận. Huyền thoại Liverpool nhận định, như tôi đã nói trước trận đấu, Bayern Munich bao gồm các thủ chơi quá cá nhân, lối chơi của họ quá rời rạc. Hãy nhìn biểu cảm của Thomas Tuchel mà xem, ông ấy sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Lần đầu tiên một đội như Bayern không có bất cứ cú sút trúng đích nào ở Champions League sau 5 năm, nó phản ánh một phong độ tệ hại của cầu thủ. Theo The Sun, West Ham có khả năng sẽ sa thải huấn luyện viên David Moyes trong thời gian tới nếu thành tích đội bóng không được cải thiện. Theo đó, cái tên được coi là ứng cử viên để thay thế cho vị trí này chính là cựu huấn luyện viên của Brighton và Chelsea, ông Graham Potter. Các đối thủ tiếp theo của West Ham trong những tuần tới sẽ là Brentford, Everton, Nottingham Forest và Burnley. Nên đội bóng của Moyes được dự đoán sẽ có kết quả tốt hơn để có thể cứu vãn tình trạng này. Sự ra đi của Jurgen Klopp vào cuối mùa này có thể kéo theo một cuộc đào tẩu diện rộng ở sân Anfield. Đầu tiên là Virgil van Dijk và mới đây nhất, Trent Alexander-Arnold vẫn đang ngập ngừng, chưa muốn ký vào một bản hợp đồng mới. Những người hâm mộ của The Kop có thể yên tâm vì khả năng cao hậu vệ người Anh vẫn sẽ ở lại sân Anfield bởi những lời đề nghị gia hạn đã được đưa ra. Vấn đề duy nhất lúc này chỉ còn là mức lương mới của cầu thủ này. Arnold đã trở thành một phần chủ chốt trong đội hình của Liverpool trong nhiều mùa giải đã qua. Chính vì vậy mà một mức lương mới của anh sẽ phải tương xứng hơn với những đóng góp của mình. Hiện tại Mohamed Salah đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Liverpool. Mức lương mới mà Arnold yêu cầu cũng sẽ xấp xỉ con số mà ngôi sao người Ai Cập nhận được. Ngoài những tin tức trong phần tin chính ra, tiếp tục chương trình ngày hôm nay hãy cùng tôi tạo quanh một phần tin phụ đáng chú ý nhé. Trên tờ Express, nhà báo Sam Smith đưa ra quan điểm rằng việc sử dụng Cole Palmer như một tiền đạo là một sự uổng phí lớn và huấn luyện viên Pochettino cần điều chỉnh chiến thuật của ông. Ý kiến này cũng được cựu cầu thủ Chelsea là Pat Nevin đồng tình, đồng thời đưa ra quan điểm khác khi cho rằng Cole Palmer chính là một Kevin De Bruyne mới của The Blue, vì vậy vị trí của anh không thể là ở trung phong như Pochettino đang sắp xếp. Vụ việc xô xát của Son Heung-min và Lee Kang-in đã trở nên viral trên các kênh tin tức. Hiện tại, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc đang yêu cầu Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc thu hồi quyền miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Lee Kang-in mà anh được hưởng sau khi đội tuyển quốc gia Hàn Quốc giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Châu Á Hàng Châu 2022. Đây là một điều dễ hiểu khi Lee Kang-in đã có hành vi thiếu tôn trọng tập thể trong hành trình thực hiện nhiệm vụ Asian Cup 2023 và khiến Son Heung-min bị thương ở ngón tay. Wayne Rooney được cho là đang đàm phán với thương hiệu Misfits Boxing của KSI về việc tham gia vào một trận đấu boxing với mục đích kiếm tiền. Cựu tiền đạo của Manchester United vốn là một người hâm mộ quyền Anh cuồng nhiệt và anh thực sự đang cân nhắc việc đeo găng tay vào trận đấu một lần. Rooney đã nghỉ việc kể từ khi bị Birmingham sa thải hôm 2 tháng 1 chỉ sau 15 trận cầm quân và chắc anh đã muốn làm gì đó thay vì ngồi không trong thời gian này. Mới đây, Memphis Depay đã dành tặng một món quà bất ngờ cho người đồng đội Antoine Griezmann. Cụ thể, anh đã đặt cho đồng đội mình một chiếc nhẫn theo phong cách nhà vô địch của NBA. Với số 7 ở phía trên, chiếc nhẫn này là món quà mà Depay muốn kỷ niệm cho Griezmann nhân dịp cầu thủ người Pháp đạt thành tích tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử của Atlético Madrid. Đúng là một hành động thể hiện tình đồng đội vô cùng thân thiết của hai cầu thủ này. João Felix hay Lewandowski đều đang gặp những vấn đề của riêng mình. Chính vì vậy mà Barca đang rất gấp rút tìm kiếm một phương án chất lượng. Trong đó, Martinelli đang là cái tên được chú ý hàng đầu. Từ đầu mùa giải đến giờ, tiền đạo 22 tuổi đã có 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Sự linh hoạt và tốc độ chính là ưu điểm khiến cho Martinelli lọt vào mắt xanh của ông lớn Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hợp đồng giữa tiền đạo người Brazil với pháo thủ vẫn còn thời hạn đến hè 2027. Nếu muốn có được người, Barca dự kiến sẽ phải chi ra một con số rất cao. Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos đã chính thức tiếp quản Manchester United. Cùng với đó, giới chủ mới đã thực hiện những biện pháp thanh lọc vô cùng mạnh tay ở những vị trí cấp cao nhằm cải thiện khâu chuyển nhượng, vốn vẫn luôn là vấn đề của Quỷ Đỏ.
Dan Ashworth là cái tên mới nhất mà Sergi muốn đem về nhà hát của những giấc mơ. Cú cướp người này hoàn toàn có thể xảy ra bởi trước đó, Omar Berada cũng đã từ chức ở CFG để đấu quân cho đội chủ sân Old Trafford. Nếu Dan Ashworth thực sự đến, sự xuất hiện của ông có thể sẽ là một lợi thế để Quỷ Đỏ lôi kéo các ngôi sao đang chơi rất thăng hoa trong màu áo của Newcastle, đó là Bruno Guimaraes, Sven Botman và Alexander Isak. Real Madrid và Man United đã có nhiều thương vụ theo cả hai chiều trong nhiều mùa chuyển nhượng đã qua. Los Blancos được cho là rất quan tâm đến hai ngôi sao hiện tại của Quỷ Đỏ là Garnacho và Højlund. Mới đây một cái tên nữa là Marcus Rashford đã lọt vào tầm ngắm của họ và có vẻ như thương vụ này có rất nhiều tiềm năng. Man United từ lâu đã dành rất nhiều sự quan tâm cho Takefusa Kubo, ngôi sao người Nhật vốn là một cựu cầu thủ của Real. Khi họ bán cầu thủ này cho Sociedad, Los Blancos đã cài một điều khoản mua lại. Giá trị hiện tại của Rashford rơi vào khoảng 30 triệu bảng. Nếu thương vụ này thực sự diễn ra thì đó sẽ là một cuộc trao đổi ngang giá. Thời hạn hợp đồng của Alphonso Davies với Bayern Munich không còn quá lâu, dù cho ông lớn nước Đức đã đưa ra những lời đề nghị gia hạn vô cùng hấp dẫn, nhưng hậu vệ người Canada vẫn liên tục lắc đầu. Đích đến của Davies gần như chắc chắn là Real Madrid. Thế nhưng thương vụ này có thể diễn biến theo một chiều hướng khác khi mới đây Chelsea đã có những động thái cho thấy sẽ nhảy vào tranh giành với Los Blancos. The Blue đang rất cần một hậu vệ trái trong bối cảnh nhân sự ở vị trí này đang vô cùng bất ổn khi Cucurella hay Ian Mason không thể đáp ứng được yêu cầu và nhiều khả năng sẽ rời đi ngay hè này. Chính vì vậy mà Alphonso Davies đã nổi lên như một mục tiêu khả thi. Theo Calcio Mercato, Manchester United đang lên kế hoạch chiêu mộ Gleison Bremer vào mùa hè. Juventus coi trung vệ này là chìa khóa cho kế hoạch của họ, thế nhưng không phải là không thể thuyết phục đại diện nước Ý. Nếu Man United đồng ý chi ra số tiền 60 triệu bảng thì Juve có thể sẽ nhả người. Theo truyền thông Ý, câu lạc bộ vừa đánh bại Bayern Munich là Lazio quan tâm đến việc chiêu mộ Jude Bellingham vào mùa hè này, nhưng họ sẽ phải cạnh tranh khi cầu thủ người Anh cũng nhận được sự quan tâm từ những đội bóng lớn như Real Madrid và Newcastle. Tiếp tục chương trình News ngày hôm nay sẽ là một vài tin tức được cập nhật từ các trang mạng xã hội của các đội bóng lớn. Hãy cùng xem trong một vài giờ qua các tên tuổi lớn ở khắp châu Âu đã có những tin tức gì đáng chú ý nhé. Sau trận thua của Bayern Munich trước Lazio tại đấu trường Champions League, Harry Kane trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn bóng đá và đây là một loạt bình luận được tờ The Sun tổng hợp lại. Lời nguyền không danh hiệu của Kane thực sự có thật. Kane thực sự mang vận xui, anh ấy không thể giành cúp đâu. Kane đến Bayern Munich là để giành những danh hiệu nhưng nó lại trốn cậu ấy một lần nữa. Có rất nhiều điều biến Man City thành câu lạc bộ hàng đầu và trong đó sẽ có lý do này. Một hồ bơi dành cho cầu thủ thư giãn sau chiến thắng ở Champions League của họ. Đây là bức ảnh mà câu lạc bộ Man City đã đăng tải về người hùng Kevin De Bruyne của họ kèm chú thích. Chắc là bạn cần một chiếc thuyền lớn hơn rồi đấy. Đây là buổi tập thư giãn quen thuộc của câu lạc bộ vào giữa tuần trước khi bắt đầu bước vào các trận đấu ở dịp cuối tuần. Đây là thời trang của vua Ai Cập đấy các bạn. Một chiếc áo len hình thỏ cực cute phô mai que, cũng như Rodri bên phía Man City. Mo Salah là cầu thủ sở hữu gu thời trang không quá ấn tượng. Anh thích những bộ quần áo thoải mái và đầy màu sắc có hơi không hợp với độ tuổi của mình. Tuy nhiên mặc đẹp hay mặc xấu thì quan trọng gì? Quan trọng là nổ trên sân ok nhỉ? Hy vọng Salah sẽ sớm quay trở lại sân cỏ và thể hiện điều đó. Đó là những tin tức của bản tin chiều này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những tin tức trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại một like và một subscribe để kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm khác trên hệ thống kênh sóng của Bình luận viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.